này là glucosamine, cũng là glucosamine with MSM, đã phải là khác nhau rồi, mỗi người nhỏ, mỗi người to nha. Cái hũ này là 375 viên, hũ này là 375 viên và hạn sử dụng của nó là tháng 3 năm 2024. Đây, tháng 3 năm 2024. Cái loại này thì uống như thế nào thì chúng ta cũng uống ngày 2 viên cùng với thức ăn hoặc là sau khi ăn chúng ta uống là một ly nước đầy 4 đến 6 tuần là chúng ta sẽ có kết quả các bạn nha. 4 đến 6 tuần là chúng ta sẽ có kết quả, hiệu quả rất là rõ rệt, người ta đã chứng minh rồi. Như vậy thì cái viên này dành cho những cái đối tượng nào và cái sản phẩm này có cái công dụng gì thì bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn. Là cái sản phẩm này là glucosamine 1500 mg và MSM 1500 mg, và cái hộp này là 375 viên. Vậy thì cái hũ này nó có công dụng gì và cái ưu điểm gì? Thì cái hũ glucosamine Kinh Lâm này được nghiên cứu và sản xuất bởi cái hãng Kinh Lâm, một cái thương hiệu mà thực phẩm chức năng thiên nhiên là nhà bán lẻ là mình, cái này mình mua ở là Costco, nhà bán lẻ lớn nhất của Mỹ. Và ở trong cái kho hàng này thì cứ hàng tháng là nó sẽ có giảm giá nữa, hàng tháng là sẽ có một số sản phẩm sẽ được giảm giá, và cái shop của mình là sẽ canh giảm giá để mua và để cho cái giá mà cho người sử dụng là tốt nhất. Một lần nó giảm giá là có thể là $2, $3, $4 các bạn thấy là gần trăm ngàn ha. Như vậy thì chúng ta phải canh giảm giá để canh đô để có cái giá tốt cho hàng. Thì nó có cái công dụng gì? Thứ nhất là nó hỗ trợ nuôi dưỡng và cải thiện nhanh các vấn đề xương khớp, hỗ trợ ổn định việc nhầy, hỗ trợ chức năng vận động, hỗ trợ giảm mức độ tần suất của dấu hiệu mà đau mỏi người. Như vậy thì đối tượng nào sẽ sử dụng? Đây, dùng cho người trưởng thành, người đang gặp vấn đề về hệ vận động, người trung niên, phụ nữ tiền mãn kinh mong muốn cải thiện hệ thống xương khớp, người bị chấn thương cần thúc đẩy các quá trình tái tạo và phục hồi, người thường xuyên làm việc trong các môi trường nặng nhọc. Như vậy thì những người phụ nữ trung niên mà tiền mãn kinh thì chúng ta nên uống để mà hỗ trợ xương khớp. Những người vận động nhiều, những người thường xuyên làm việc trong môi trường nặng nhọc thì chúng ta đều phải sử dụng để nó hỗ trợ cho sức khỏe chúng ta. Thì cái liều dùng thông thường hồi nãy mình đã nói rồi là ngày 2 viên cùng với bữa ăn, là sau khi ăn và uống một ly nước đầy. Thực phẩm chức năng là chúng ta phải uống nhiều nước, không sử dụng cho người dưới 18 tuổi ha. Đây là một cái sản phẩm dạng thực phẩm hỗ trợ nên cần sử dụng trong một thời gian dài liên tục để sản phẩm phát huy tối đa hiệu quả. Và hũ này chỉ cần uống 4 đến 6 tuần là chúng ta đã có kết quả. Một cái hũ này các bạn ơi, 375 viên chia cho 2 như vậy là nó gần 6 tháng các bạn ăn. Một hũ này chúng ta sử dụng gần 6 tháng chúng ta một hơn 6 tháng, 108 là 6 tháng, ở này hơn 108 nè, hơn 108 như này chúng ta chia đôi nha. Như vậy một hũ này chúng ta uống 6 tháng như vậy ha. Giá thành là bữa nay mình sale